đó, nhưng các tỉnh giải pháp chưa được thực sự cụ thể. Nhưng những ý kiến này cũng không phải còn đưa ra một giải pháp thiết thực hơn nữa và thực chất điều hành kinh tế, phấn đấu giảm trừ sự đóng góp và đảm bảo một phần của nền kinh tế đã được lập phát ra. Vì cách giảm chi tiêu chính trị và đoàn kết, nhưng những điều này đã có thể các cơ quan chức năng và không phải cản trở để thúc đẩy sản xuất. Những khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp còn được cho tâm hơn, quyết định hơn trong giải quyết tình trạng hàng tồn kho và hàng thời thới của lĩnh vực kinh tế với tình huống này trong tổ chức thời gian. Thưa quý vị, đây là một trong 10 tỉnh thành phố có chỉ tiêu quyết định không tổ chức hội đồng nhân dân các huyện, quận, phường theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Qua thực hiện từ năm 2019 đến nay, tôi thấy việc quyết định không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, phường trên địa bàn 7 huyện, 12 phường của tỉnh là bước đi thích hợp trong lộ trình cải cách hành chính, nguồn lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở, từng bước được phát huy theo hướng bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, linh hoạt và chủ động. Trở về phỏng vấn của phóng viên thời sự, ông Trần Văn Thạc, ủy viên thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, phải nói là Phú Yên là một trong những tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của trung ương. Thì qua 3 năm thực hiện, có nội ưu điểm nhất thì chúng tôi có tổ chức của bộ máy hành chính gọn hơn, giảm bớt hơn về tiêu chí cho hoạt động hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân. Vấn đề là bố nhiệm những nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, các thành viên ủy ban cho ông phát triển thì nó gọn hơn, tức là chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân, bố nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên ủy ban nhân dân phát triển. Và nếu những đồng chí này có một cái vi phạm nhất định thực tế ra thì ta thực hiện ở cấp cơ sở thì còn các quy định khó khăn vướng mắt. Theo quy định của nghị quyết 725 của ban thường vụ hội khóa 12 về việc là tăng cái thẩm quyền cho hội đồng nhân dân tỉnh để giám sát hoạt động của tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân, thì trong việc này chúng tôi phải trách nhiệm của hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi quyết định tổ chức hội đồng dân chuyển giao nhiệm vụ này cho hội đồng nhân dân tỉnh, thì hội đồng dân cấp tỉnh thì không trực tiếp quyết định những báo cáo này. Thì vấn đề thứ hai đó là căn cứ vào cái báo cáo của viện kiểm sát và tòa án trong thẩm quyền và báo cáo của viện kiểm sát và tòa án trong thẩm quyền và báo cáo của viện kiểm sát và tòa án trong thẩm quyền và báo cáo của viện kiểm sát và tòa án trong thẩm quyền và báo cáo của viện kiểm sát và tòa án trong thẩm quyền. Đối với hội đồng